Dương nhà Prakash Family xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Sau một thời gian dài lo Lusubu chuyển qua nhà mới, Prakash ngày hôm nay mới bắt đầu trở lại với phòng tập gym nè cả nhà. Prakash nói hôm nay á, ngày đầu tiên Prakash tranh thủ quay cái phòng tập gym cho cả nhà cùng xem. Prakash muốn giới thiệu cái phòng tập gym tại cái khu nhà mới mà Prakash đi tập cho cả nhà xem cho biết luôn nè. Gần cái khu nhà mới mình sinh sống á, thì cũng có nhiều phòng tập gym lắm, nhưng mà cái phòng tập mà gần nhà nhất, đi bộ xuống ra khỏi cửa chừng 10m, 20m á, thì cái phòng tập đó mình phải trả tiền, không có được miễn phí. Công ty của Prakash tài trợ cho cái thẻ tập gym á, miễn phí, nhưng mà mình phải đi đúng cái nơi, cái tên của cái phòng tập á, thì mình mới được miễn phí. Cho nên Prakash đi tìm cái phòng tập khác đúng với cái tên mà công ty tài trợ đó cả nhà, thì nó cách nhà khoảng 200m, là nhà Dương đi ra cái đường metro đó, mình băng qua lộ á, đối diện cái lộ bên kia là tới cái phòng tập á. Nhưng mà cái phòng tập này Prakash nói thì cái quy mô nó nhỏ, nó không có được lớn. Hồi ở nhà cũ bên quận Osset thì phòng tập gym á, gần nhà mà lớn hơn. Rồi cũng có cái phòng tập đúng cái tên của công ty tài trợ á, nó rất là lớn rộng luôn. Nhưng mà Prakash nói xa quá, nó cách đây tới 600m lận. Cho nên Prakash nói thời gian này á, để đi gần nhà thôi. Chừng nào mà đến năm sau mà tới mùa hè, nếu mà Prakash xuyên đi á, thì sẽ đạp xe đi tới cái phòng tập lớn để tập. Tập gym là cái sở thích của Prakash đó cả nhà. Prakash theo đuổi cái môn này là được 8 năm rồi đó. Lúc nào cũng siêng năng, sáng dậy sớm dữ lắm luôn. Thói quen mỗi buổi sáng của Prakash là 5 giờ 20 sáng là thức dậy rồi đó cả nhà. Sau đó thì vệ sinh cá nhân, rồi xong rồi thì cũng khoảng 6 giờ mấy thì sẽ rời khỏi nhà để đi qua phòng tập. Bình thường thì Prakash tập tới 1 tiếng rưỡi, nhưng mà hôm nay ngày đầu tiên khởi động lại, cho nên Prakash nói đi tập 1 tiếng thôi, để lúc ngày đầu tiên thì lúc nào nó cũng sẽ hơi mệt, đợi chừng vài ngày nó quen nhịp rồi đó thì mình sẽ tập 1 tiếng rưỡi. 7:45 là tập gym xong, bây giờ Prakash sẽ đi bộ đi ra ngoài cái đường á. Trong thường cái nhà tòa nhà người ta sẽ làm nằm ở cái mặt trong không à cả nhà, còn cái mặt đại lộ ngoài đường thì để cho xe hơi chạy, để đường đi chứ nhà rồi nó sẽ khuất vô trong. Nên bây giờ Prakash sẽ đi bộ đi ra cái đường chính để mà mình đi xuống cái đường đi ké cái đường metro á cả nhà. Thay vì mình qua lộ bằng đèn đỏ thì mình phải đi bộ một khúc vòng nó hơi xa xa. Nhưng mà chỗ cái nhà Dương nè là mình có cái metro, người ta có xây sẵn cái đường hầm đi bộ xuống để qua metro như vậy nè. Cái mình đi ké vô đây luôn, rồi cái mình đi lên qua bên kia là tới về tới nhà đó cả nhà. Mà có cái đường metro này mặc dù đi ké nhưng mà mình cũng thích đi, tại vì nó sẽ an toàn hơn là mình đi cái mặt lộ ở phía trên. Prakash là thuộc cái tiếp người rất là nguyên tắc cho bản thân của mình, nhưng mà đối với người khác á, thì Prakash rất là dễ tính, không có nguyên tắc gì hết á cả nhà. Prakash nói tiếng Việt đó cả nhà, trong ý nói 6:30 là rời khỏi nhà đi tập gym, 8 giờ thì về tới nhà lại nè cả nhà. Thank you.
Hành vi bây giờ đi thang máy biết bấm cửa hay là cô chú giỏi. Giỏi quá cô chú ơi, biết bấm số 0 đi xuống rồi đó cô chú. Dạy một lần cái em nhớ rồi nè cô chú. Để mẹ đẩy cửa ra cho con vô. Để mẹ đẩy cửa ra. Để mẹ đẩy cửa. Dẫn đi đâu bây giờ cũng dẫn Ranh Vi đi theo vậy nè. Ranh Vi vừa chơi mà Dương vừa làm công chuyện. Nhà nhiều cửa lắm. Đi đâu cũng mấy cái cửa. Rồi đi con ơi, đi. Đi. Dương đi quăng cái bịch rác. Dương dẫn Ranh Vi đi theo cho Ranh Vi đi chơi. Đi. Đi. Ranh Vi chỉ cái chỗ để rác á, cô chú giỏi lắm. Biết cái chỗ để rác á, chỉ mẹ. Đi ha con, đi qua cái cái chỗ để rác á, rác. Nè nè mẹ hỏi nè. Rác thúi làm sao con? Rác thúi làm sao? Rác nó thúi làm sao? À nó thúi gì đó hả? Ồ nó thúi gì đó cô chú. Rác nó thúi gì đó. Rồi đi nè, đi cẩn thận nè, con đi cho cô chú xem coi. Ồ cẩn thận nha. Rồi rồi quăng cái đó đó ha. Quăng lên đó rồi. Rồi rồi chỉ mẹ quăng rác lên đây nè cô chú. Thì Duyên quăng rác lên đây nè, đầy dữ rồi. Rồi quăng rồi. Bữa nay đi xuống cái kêu lấy trái banh theo, để có muốn chơi cái chơi để ra ngoài đường á, gặp mấy anh mấy chị có trái banh á đòi dữ lắm. Rồi bấm ở đây nè con ơi, bấm ở đây nè, con bấm được không? Bấm đây nè con. Bấm ở chỗ này cao quá Vi không bấm được đâu. Chỗ này cao quá. Đưa đưa cái tay vô đó cho nó mở cửa ở đây nè cả nhà. Nè, cái em Ranh Vi nè. Em chạy chạy nè. Bon. Sẵn đi quăng cái bịch rác, dẫn Ranh Vi đi ra ngoài này chơi. Tranh thủ thời tiết mát mát đi chơi, Ranh Vi chơi. Để vài bữa nữa lạnh ở trong nhà suốt cái tội nghiệp lắm. Lụm lên con, lụm lên. Lụm lên con. Con lụm lên. Mẹ hả? Mẹ lụm cho con hả? Sáng cũng có mấy em xuống chơi xích đu. Bardzo proszę, żebyś nie wchodzili do tego pustego zbiornika po wodzie, dobra? Chciałbym, żebyście nie wychodzili po tych ścieżkach, bo one są bardzo fajne. Jeśli komuś się zrobi gorąco, to proszę odłożyć bluzę, bo na słońcu jest naprawdę ciepło. Bidony też w jednym miejscu trzymajcie. Ale kto ma, to niech skórę położy. Đây mấy cái anh này là đi học nè, được thầy giáo dẫn đi lại công viên cho chơi nè cô chú. Có cái lớp tiết thể thao hay tiết gì đó thầy giáo dẫn đi lại công viên nè. Đó chơi xong khoảng 45 phút thầy giáo dẫn mấy đứa học sinh đi về rồi đó cả nhà. Cả nhà biết không, cái bếp nhà Dương á rất là bận rộn luôn, do là hai bếp nấu khác nhau á. Mẹ chồng Dương thì nấu món Ấn cho mẹ với ra cá ăn, còn Dương á thì nấu món Việt cho Dương với Ranh Vi ăn. Nhà Dương á là chia ra hai phe ăn uống nha. Sáng cái lo đồ ăn sáng đồ xong hết cái cứ lo chăm Ranh Vi không à. Cái thời gian Dương chăm Ranh Vi thì mẹ chồng Dương nấu ăn, và cũng mẹ Dương nấu trước, làm nấu đồ chay đó. Cái Dương cũng để cho mẹ nấu trước, cái Dương để lo giữ Ranh Vi. Chừng nào mẹ chồng Dương nấu xong thì Dương mới nấu. Đúng không thở? Một miếng này nè. Cả nhà coi cái nết Ranh Vi chuyên môn luôn, đòi ăn bánh đó cả nhà.
lúc nào cũng thích ăn cái bánh xốp mà Dương hay nói đó, đòi ăn cho phân nửa rồi, mà kiểu ra cát á kêu ăn phân nửa thôi, không dám cho ăn nhiều, nhưng mà Branvy thì lại muốn ăn thêm nữa, cho nên là anh khóc như vậy đó. Dương đang làm cái món ăn trưa cho Dương với Branvy. Hôm nay Dương không có nấu cơm, Dương luộc bún với lại thịt, miếng thịt cốc lết này Dương bầm ra. Dương sẽ bầm để bầm nhuyễn ra cái Dương xào ăn với bún. Cứ nấu cho Ranvi ăn, cho nên cái gì mà thịt thà, tôm gì cái Dương cứ bầm ra hết như vậy luôn à, chứ không có để muối bầm bầm nhuyễn nhuyễn lộn lộn á, cái nó còn ăn được. Để miếng miếng Ranvi nó không biết ăn. Cả nhà biết ra cá đi vô đó làm gì không? Đang lấy mấy trái càm đem đi giấu Ranvi, để đó cái Ranvi bắt lột ăn thì không nói cô chú, trời ơi bắt lột hết trái này trái kia lột ra tính đâu ăn, nhưng mà không có ăn lo chơi không à, mà phải lột mới chịu. Cho nên bây giờ ra cá kiếm cái chỗ nào để giấu cho nó đừng có thấy. Thịt bằm nhuyễn xong rồi cái Dương ốp vô đây chút muối, chút đường với lại nước tương, rồi ốp đầu hành, gốc hành đồ vô, thêm chút tiêu nữa cho thơm. Ranvi thì Dương không có cho ăn ớt, nhưng mà Dương cho ăn tiêu, cũng tập tập cho cái vị nó hơi the the vậy đó, để cho biết ăn, chứ còn không tập cái tới lớn luôn cái không biết ăn cay cay. Ở bên đây thì mỗi lần Dương muốn ăn bún thì Dương đem cái bún khô này ra Dương luộc nè. Luộc nó cũng nhanh lắm, chút xíu là mình có bún ăn rồi. Xong cái món bún luộc rồi, quay qua bây giờ bắt cái chảo dầu cho nóng lên nè. Cái Dương cháy tỏi cho vàng, cái Dương bỏ thịt vô xào. Đơn giản thôi hà cả nhà. Dương đổ nước cho nó ngập ngập, cái Dương nấu chừng nào nó sắt xuống hết cạn nước rồi Dương tắt xong rồi đó cả nhà. Thời tiết mát mát lạnh lạnh, cái mấy cái hoa này nó chịu quá trời luôn, nó ra bông rồi nè cả nhà. Mấy cái hoa hồng nó ra bông mới nè, cái hoa dừa dừa tím bên đó nó ra nhiều bông lắm nè, bữa nay nó ra nhiều hơn rồi nè đó. Này nó nhảy lên nè, nó đang nhảy lên vài bụi nữa, vài bữa nữa nó nhảy đều hết là đẹp lắm luôn á. Nhà Dương đi thẳng tới cuối đường đó, đó là cái công viên toàn khu đó cả nhà. Cái công viên toàn khu nó nằm ở cuối cái đường đó đó. Sáng nay bên đó người ta làm gì mà người ta chạy cái máy từ nãy giờ luôn á. Dương thấy người ta để cái ống nước, biết là ta lấy nước ta làm cái gì. Người ta bơm nãy giờ ồn á. Chắc rửa cái gì nữa quá. Giống như rửa quá. Nhìn bên đó thấy nước ướt nè. Ở đây người ta thích rửa bằng cách dội nước. Mình thấy dội nước lên trên cái sàn nó chắc rửa. Nãy giờ lo nấu ăn, hai cha con ngồi ở đây chơi như vậy nè cả nhà. Lúc nào mà Dương nấu ăn là Ranvi chạy đi kiếm ba chơi với ba hả. Đây nè, ba cho đeo cái tai nghe của ba nè. Lúc nào họp ba cũng đeo cái tai nghe này hết. Nhìn cái mặt ảnh đeo cái tai nghe thấy ghét quá cô chú ơi. Papa.
What honey cook for lunch, huh? Not cook, just fried egg. Egg. Học Đơn Vị egg. Bracat muốn ăn trứng, đang làm trứng chiên ha anh, trứng chiên. Omelette, hả? Trứng chiên á cả nhà. Làm trứng chiên, cắt nửa củ hành quá. Hôm nay vừa hát nên kiếp bài hát ra đó. Then evening can you? Yes. Làm trứng chiên, mẹ chồng vô nấu đồ chay á, ra cát đi tập gym cái ra cát muốn có thêm protein đó. Vậy vậy mới ăn trứng. Đúng không? Đúng không? Đúng không anh? Đúng không? Yes. Ăn chay cái không có đủ năng lượng tập gym á. Bracat mới ăn thêm trứng đồ. Ra cát không có bỏ gia vị, chỉ bỏ muối thôi. Pepper, yeah. Open the door. He he, the door with towel. The box, small box. Muối, tiêu. Honey, Indian, when they fry the egg, what they will keep more? Some kind of masala, example, chicken masala. Chili powder. Uh-huh. Oh, trứng chiên đây still keep chili powder. It's not trứng chiên, it's omelette. Yes, yes, like that, trứng chiên. Người Ấn ở cả nhà người ta ăn trứng mà chiên á, là người ta cũng bỏ thêm gia vị nữa. Người ta bỏ, Prakash mới nói bỏ bột ớt nữa nha. Ăn cay ha, bỏ bột ớt. Rồi bỏ thêm masala. Wait for trứng chiên. Yes, interview. Interview. What interview, honey? Oops. Wait, bà cá chiên trứng coi có bị khét không? Bị khét? À, ban nó. No, it's not. Let's see. Để xem cái bà cá chiên trứng có khét không cả nhà. Coi coi à, đổ dầu cho nhiều, bắt đầu đổ bỏ kìa, phí lãng phí. Lãng phí ở hell. Rồi dầu chưa có nóng. Cá chiên trứng nè cả nhà. To break it into half. Củ hành, tiêu rồi ha. Sao bữa nay không có ớt ta? Today don't see you keep chili. Nope. Trứng bò lan rất là mỏng. Coi bà cá chở cái mặt trứng này sao nha cả nhà. Để nguyên gì bể là cái chắc rồi đó. Ôi, hay vậy? Hay nha. Dương tưởng đâu là lật kiểu đó nó bể, nhưng mà cũng hay quá nè. Professional, professional. Giỏi quá cả nhà ơi, cả nhà. Làm cái trứng không có bể luôn. Chắc chắn là giỏi hơn Dương rồi đó. Dương làm cái kiểu đó chắc là bể rồi, Dương phải cắt làm 3 làm 4 chứ. Nguyên cái trứng. Làm giống cái bánh đô sa quá nha, honey. Không có bánh đô sa, ăn cơm.
No, I mean the egg you give same like dosa. This one is a kind of brown rice. But not brown, it's called red rice. À, cái cơm này Ấn Độ người ta gọi là cơm gạo gạo đỏ nhưng mà thấy nó không có đỏ không à, kêu bằng gạo đỏ sức khỏe đó mà sao thấy màu nó chỉ đục đục chứ nó không có đỏ. Đậu cà ri mẹ chồng Dương nấu á, cà ri với lại bí ngòi đó, đậu bí ngòi nấu. Quát lên em. Cu tu. Cu tu hả? Dương phát âm mà trong Dương mắc cười. Chồng Dương đang mắc cười Dương. Kêu cái gì cu tu. Karanvi nè cô chú. Ba ăn cái chạy lại ăn nè. Dạ con ăn với ba đi. Con ăn với ba, con ngồi xuống con ăn với ba đi. Thích ăn với ba lắm. Bình thường Dương ăn không có chạy lại nên đòi ăn. Quen từ nhỏ, lúc mà nhỏ nhỏ ha. Hồi lúc mấy tháng biết ngồi á, ba cứ hay để dĩa cơm ba ăn cái ba ngồi đó cho nó bóc bóc á, bây giờ nó quen á, ba ăn cơm cái nó chạy lại nó kiếm đường nó ăn ké à. Ủa sao con sao gì gì á, gì mà chớp chớp mắt vậy, trời trời ơi. Cô chú ơi, giờ này nó làm thấy ghét lắm cô chú. Nó làm đủ trò hết trơn cô chú ơi. Rồi để xuống, ba để xuống, ba kiếp đào á. Hi quan ba kiếp đào. Rồi 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 ba để xuống. À ba cầm cho con hả? Con ăn đi con, ăn cơm đi, ăn cơm yummy đi. Đang action cái gì nó chỉ chớp cái chớp gì ta? Đi chớp chớp gì á con? Lại ăn với ba đi con. Con đi lại con ăn với ba đi. Trời ơi, vừa ăn mà vừa chơi game. Đó, vừa ăn mà vừa chơi game gì đó cô chú. Mời cả nhà ăn bún nước tương dưa leo. Thịt này là thịt bằm nhưng xào cho Đan Vy. Xào cho Đan Vy, mang tiếng xào cho Đan Vy chứ Dương ăn không. Đan Vy ít có ăn thịt. Xào, họ không lẽ không nấu cho nó ăn. Mà nấu cho nó ăn là nó ăn chút xíu mà siêu à. Ăn cái gì đâu không ngồi đi đút từng người ha. Dạ, đút từng người đó đi nữa không có nổi mà giỏi ha anh Vi, giỏi ha, đút từng người ăn hết đó, đút ăn không kịp luôn nè cô chú. Đút mẹ nè, đút cho mẹ nha. Papa đưa nó. Phúc cho ba nữa. Green, Papa give green. Yes. Không biết cái màu xanh nữa. Tôi khóc rồi, tôi khóc rồi. Để đây là cái này. Xí được chứ. Lúc mẹ á. Baby xí được cái cần gì. Rồi lúc mẹ ăn cho. Nào, mẹ ăn nha. Hột á. Cái hột á. Con không ăn hột được. Xanh hả? Lúc tới màu xanh á. Ấy bạn ơi, chơi hả? Ý đứa blueberry à? Red. Papa có thể đâu? Green, I like green. Yes. Không có trắng rồi đâu, đưa cho mẹ nè. Nó tọt vô miệng lắm mẹ. Nguy hiểm lắm, đưa mẹ. Green, I like green. À, đưa I don't like black.
Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Hôm nay Dương xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nhé.